một thời bán bìa kèm lạc, xe HĐời 2019 đua nhau hạ giá. Trong bối cảnh giá xe đi xuống trên toàn thị trường, nhiều mẫu xe ăn khách thường xuyên bán chênh giá, bán bìa kèm lạc như Toyota Camry, Toyota Rush, Ford EcoSport hiện cũng đang được điều chỉnh giảm khá mạnh để hút khách mua. Hơn 2 tháng nay, thị trường xe Việt ghi nhận không ít mẫu xe hút khách như Hyundai Santa Fe, Honda CR-V, Toyota Fortuner phải giảm giá sâu 100 đến 120 triệu đồng, chấm dứt hẳn tình trạng bìa kèm lạc để kích cầu người mua. Bước sang tuần thứ 3 của tháng 3, các mẫu xe nổi tiếng hay bán chênh giá như Toyota Camry, Toyota Rush hay Ford EcoSport cũng được đại lý điều chỉnh giảm giá bán đáng kể. Trong đó, đáng chú ý nhất là Toyota Camry hiện đang có mức giảm giá hấp dẫn tại các đại lý lên đến 20 đến 45 triệu đồng. Cụ thể, tại một số đại lý trên địa bàn Hà Nội, Toyota Camry 2 năm quy được điều chỉnh giảm 45 triệu, còn bản 20G giảm 20 triệu đồng. Khách mua xe còn được tặng thêm một số phụ kiện. Theo đó, giá xe Camry 2 năm quy và 20G sau khi trừ ưu đãi tiền mặt còn 1,190 tỷ và 1,009 tỷ đồng. Giá niêm yết hai phiên bản này lần lượt là 1,235 tỷ và 1,029 tỷ đồng. Được biết, xe Camry được giảm giá đợt này đều thuộc phiên bản sản xuất năm 2019. Đây là một trong những động thái nhằm xả kho để đón xe thế hệ mới sắp về trong thời gian tới của các đại lý. Cùng với Toyota Camry, các đại lý cũng rao bán Toyota Rush đời 2019 rẻ hơn 20 đến 30 triệu đồng so với giá niêm yết. Cùng với đó, khách mua cũng được đại lý tặng gói phụ kiện với giá trị tương đương bao gồm hàng loạt trang bị như dán phinh cách nhiệt, thảm sàn, bạt trùm xe, vè che mưa hay gói bảo hiểm vật chất. Cũng là mẫu xe thường xuyên bán bìa kèm lạc trước đó, nay Ford EcoSport đang giảm sâu nhất từ đầu năm đến nay với mức giảm cao nhất là 90 triệu đồng. Những chiếc EcoSport giảm giá lần này cũng đều thuộc các phiên bản sản xuất năm 2019. Sau khi giảm giá bán, Ford EcoSport Ambient AT từ 569 triệu xuống còn 479 triệu đồng. Riêng bản trên giảm khoảng 18 triệu, còn 575 triệu đồng. Phiên bản Titanium 1.5 giảm khoảng 30 triệu, còn 618 triệu đồng. Như vậy tính từ đầu tháng 3 đến nay, hầu hết các mẫu xe ô tô hiện hành trên thị trường Việt đều được áp dụng giảm giá bán, với mức giảm thấp nhất từ 10 triệu đồng lên đến cao nhất gần 400 triệu đồng, thuộc về mẫu xe Chevrolet Trailblazer đời 2018. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.